Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh của Sốt Giày Si Tuấn Hương nhá. Hôm nay thì nhà em lại vừa về được một lô giày thể thao si tuyển hàng nữ nha mọi người nhá. Hôm nay thì sẽ lên hàng thể thao nữ cho mọi người luôn. Bác nào có đang có nhu cầu mua cho con hay là mua cho vợ thì mọi người hãy xem hết video này của em nhá. Em lên đây là một đôi giày mã đầu tiên. Đôi giày này của thương hiệu Nike nhá. Size của đôi này rất là nhỏ nhắn xinh xắn thôi, size 35 nha mọi người nhá. Ở đây có chữ là non marking này, size 35, hiệu Nike. Đôi này thì là hàng made in là India nhá, made in India, tem mark bên này nhá mọi người nhá. Ở đây là dòng vừa buộc dây vừa dán, tình trạng độ mới đôi này rất là cao và đôi này là màu hồng phấn nhá mọi người nhá, rất là xinh, độ mới cao. Giá cho đôi này hôm nay bán giá cũng rất là tốt cho mọi người thôi, bởi vì là hôm nay vừa về hàng, cũng muốn lên để tri ân cho tất cả mọi người. Mã N11 size 35, giá cho đôi này là 280 nhá mọi người nhá, 280.000. Giá nhà em là giày này thì chưa bao gồm tiền ship nhá. Hóa đơn từ 500.000 trở lên thì sẽ auto bao ship, còn bác nào mà mua dưới hóa đơn 500.000 thì mọi người vui lòng là chịu thêm ship giúp em. Còn bác nào mà muốn được free ship thì mọi người vui lòng chuyển khoản hết thì bên em sẽ bao ship nhá các bác nhá. Em lên tiếp ạ. Đây là một đôi Reebok. Size của đôi này là 37,5, hiệu Reebok. Reebok là hiệu của Mỹ nhá các bác nhá. Size 37,5, chiều dài bàn chân 24 cm. Dáng giày lười và có thiết kế buộc dây, nhưng mà buộc dây ở đây chỉ để kiểu trang trí thôi mọi người ạ. Thỏ chân vào rất là dễ cho đôi này. Đôi này là pha lưới nhá mọi người. Giá cho này là 300, mã N9, size 37,5. Size 37,5. Em lên một đôi Adidas Stan Smith của thương hiệu Adidas, đôi này đế bằng, size 38. Mẫu này thì cả trai cả gái đều có thể đi được nhá. Size 38, mã N8 ạ. Hiệu Adidas. Chiều dài bàn chân là 235 theo size Hàn. Giá là 350 cho đôi này nhá. Đôi này mua mới giá cũng phải trên dưới 4 triệu nhá mọi người nhá. Đôi này thì tình trạng độ mới quá cao rồi. Phun ra màu trắng, size 38. Nam nữ đều đi được nha các bác. Em lên một đôi Adidas size 40. Đôi này size 40, mã N12, hiệu Adidas đế bằng. Phun ra, tình trạng độ mới cao. Made in Indo, size 40, giá 300 nha mọi người nha. Mọi người thấy đấy, hôm nay giá em bán rất là tốt cho mọi người, rất là mềm. Mỗi đôi giày mà em bán ấy chỉ lãi được có mỗi 50.000 thôi nha mọi người. Chủ yếu là em bán số lượng là chính. Các bác biết đấy, mỗi một lần mà em sale hàng hay là lên hàng mới là đều cháy hàng hết. Bởi vì sao? Mọi người xem video bác là chốt đơn của em, chốt đơn hụt ấy thì mọi người biết. Cùng một đôi, cùng một mẫu nhưng mà chỉ có duy nhất một đôi thôi. Thế nên là nhiều người hỏi cực kỳ luôn. Nhưng mà toàn cháy hàng nhá. Bác nào chốt hụt của em mọi lần thì hôm nay mọi người xem nhá. Đôi này của thương hiệu Adidas, dòng Stan Smith này. Đôi này size của nó là 43,5. Mọi người nhá, chiều dài bàn chân là 27,5 cm. Adidas đế bằng. Tình trạng độ mới khá cao, mã E3. Đôi này bán giá cho mọi người là 300 thôi nhá. Giá 300. Lên cho em một đôi Carcop Star. Mẫu này là giày của Hàn nhá, đế bằng, cổ cao. Nó giống như cái mẫu giày Converse ấy.
các bạn nào là sinh viên, là học sinh ấy, thì chắc là mọi người sẽ biết đến thương hiệu Converse. Thì đôi này là size 38 mã N6 ạ. N6 size 38 ạ. Cổ cao. Anh nào đang có con gái đang đi học thì mọi người có thể mua đôi này, mặc với cả váy, mặc với cả quần, mặc với cả quần sóc, mặc váy đều đẹp nhá mọi người nhá. Phối với cái gì mẫu này đều đẹp. Cổ hơi cao một xíu. Chất liệu làm từ vải kaki, đế bằng và đế thì có đôn tầm khoảng 3 phân. Giá cho đôi này là 280.000 mọi người nhá. $280.000 cho đôi này thôi. Em lên tiếp, đây là một đôi giày hiệu Hàn phun da đế bằng. Size 37 nhá, đôi này siêu siêu nhẹ. Những bác nào đang có vợ tầm trung trung tuổi hay đi tập thể dục hay đi chơi, mọi người lên mua đôi này. Đôi này rất là nhẹ luôn. Và da của nó mọi người nhìn thấy đây rất là mới. Và thiết kế là dán ở đây nhá. Giày sục chỉ việc thỏ chân vào thôi, không cần phải thắt dây. Đi rất là nhẹ, êm. Đôi này mà không êm thì cho mọi người giả lại luôn. Đảm bảo luôn nhá mọi người nhá. Mã N1 size 37. Bác nào đi vừa chốt đơn. Giá 350 cho đôi này thôi nhá. Giá là 350 thôi ạ. $350 hiệu Hàn. Qua mã. Lên cho em một đôi Nike tên lửa. Đôi này là Nike tên lửa nhá mọi người nhá. Mã cho đôi này là N4. Nike tên lửa size 40, chiều dài bàn chân 25. Đôi này đi chạy bộ thì hết ý luôn đấy mọi người ạ. Dòng này là cái dòng gọi là chạy bộ mà êm chân và bay chân rất nói chung là nó có độ tiếp đất ý. Và độ chạy bám đường của nó rất là tốt nhá. Và rất là êm nữa. Giá cho đôi này là 350, mã N4, size 40. Người ta gọi là line tên lửa bởi vì mọi người nhìn thấy phần đế của nó ấy, nó giống như cái hình tên lửa ấy. Và đôi này thì tình trạng còn ok. Lên cho em một đôi Nike ạ. Đôi này cũng size nữ, size 37. Size 37, size 38 nhá. Size 38 mã N5 ạ. N5 size 38. Đôi này thì kiểu đế bằng. Đế thì có thiết kế ma sát chống trơn trượt. Đan sen ở bên trên phần của da của nó là da lộn và vải giống như kiểu là vải chống thấm nước mưa ấy mọi người. Đôi này là đi mưa, gió là ok đấy. Nói chung là nó không bị thấm dày nhiều ấy. Giá là 280 đôi này thôi ạ. Và đôi này đi bộ, đi chạy đều ok nhá. Độ bám đường rất là tốt nhá. Giá là 280.000 cho mọi người ạ. Mọi người thấy đấy, giày rất là mới, rất là đẹp. Tuy nhiên là giá em bán rất là tốt. Xinh quá này mọi người ơi. Có một đôi Nike đế bằng màu hồng, màu trắng gót hồng nhá, size 36. Anh nào có con gái thì có thể mua đôi này, size 36 nhá. Mã N2 size 36. Mới ạ. Phun ra. Made in là India nhá, India. Giày này con gái đi mới xinh này mọi người ạ. Anh nào có con gái thì không lên bỏ lỡ đôi này nhá. Mã cho đôi là N2, giá em bán là 280.000. Tiếp theo một đôi Adidas nhá. Đôi này là của thương hiệu Adidas, size 38.5. Dòng chạy bộ, đi bộ, tập thể dục, chơi thể thao đều ok đối với cả mẫu này. Đôi này thì dáng giày lười nhá. Mã là N10, size 38.5. Giá 300, size nữ mọi người nhá. Anh nào có vợ
thích đi những cái mẫu kiểu như thế này thì mọi người chốt đơn. Đôi này thì không phải buộc dây, mọi người chỉ thỏ chân là vào thôi. Đi rất êm. Đôi này đi tập thể dục buổi tối, hai vợ chồng dắt nhau đi tập thể dục là ok nha. Tình trạng còn rất là mới nha. Em lên tiếp ạ. Đây là một đôi sục nhá mọi người nhá. Sục. Đây là một đôi sục mã N3. Hiệu của nó là hiệu Zipu. Mẫu này là hiệu của Hàn Quốc nhá. Zipu, dáng giày sục nhá. Size 39 ạ. Đôi này mọi người chỉ việc thỏ chân vào thôi, không cần phải buộc dây. Dây để đây là chỉ trang trí thôi. Mọi người chỉ việc thỏ chân vào đi rất là tiện nhá. Mặc với cả váy hay mặc với cả quần dài đều được. Giá cho đôi này là 250 thôi. Lên cho em một đôi giày cầu lông của Hàn Quốc. Giày cầu lông của Hàn Quốc nha. Mã cho đôi này là S16, giày cầu lông của thương hiệu Fashion. Đế chơi cầu lông, giày thì phun ra màu trắng ạ. Size của nó là 41.5. Chiều dài bàn chân là 26cm. Giá cho đôi này là 700, hiệu Hàn, giày cầu lông. Bác nào thích mẫu này thì mọi người chốt đơn. Em lên một đôi Chanel. Đôi này size 38 nhá. Đôi này hôm trước có khách chốt rồi mọi người ạ. Nhưng mà anh ấy lại bảo là mua cho mẹ, nhưng mà về mẹ lại không thích ấy. Thế nên là hoàn lại nhá. Mã là S9 này, size 38, giá là 1,6 triệu, hiệu Chanel, hàng made in Italy, chuẩn chính hãng. Đôi này thì đi lên chân sẽ rất là đẹp và đôn đế rất là cao đằng sau khoảng 4 phân. Giá cho đôi này là 1,6 triệu nhá. Bác nào ưng chốt đôi này thì em bớt cho mọi người là 100.000, là còn 1,5 triệu. Đôi này là khách mua chốt đơn rồi. Tuy nhiên là mua cho mẹ, nhưng là chắc là mẹ nhiều tuổi, thế là mẹ đi đôi này mẹ lại không thích. Thế là mẹ hoàn lại, đổi sang mẫu khác. Đôi này em giảm chi ân cho mọi người là 100 nhá. 100 là còn 1,5 triệu. Tiếp theo em lên cho các bác một đôi Gucci size 38. Mẫu này thì nam nữ đi được, vợ chồng đi được, đi cặp với nhau đều đẹp nhá. Mã là G16, size là 38. Chiều dài bàn chân là 23,5cm. Hàng chính hãng, độ mới cao. Đôi này giá bán cho mọi người cũng giá tri ân 1,9 triệu thôi ạ. Đôi này mới khoảng 90%. Đôi này mua mới giá là khoảng 26-27 triệu nhá các bác. Giá khoảng 26-27 triệu. Em lên một đôi Gucci Max 80. Đôi này size 42 nhá. Size 42. Đôi này mua mới giá cũng khoảng tầm 25-26 triệu. Đôi này tình trạng độ mới cao. Size của nó là size 42 nhá. Size 8 này. Hàng chính hãng. Lót lòng trong này. Phun ra. Màu của nó là màu trắng sứ nhá. Rất là sang nhá. Giá cho đôi này thì hôm nay cũng bán tri ân là 2,2 triệu. Trước đấy là em bán đôi này mẫu khác, size khác, tương tự, giá là khoảng 2,9 triệu hôm trước em bán nhá. Nhưng mà hôm nay chỉ bán giá cho mọi người là 2,2 triệu thôi. Mẫu khác và độ mới của nó cũng khác nhau mọi người nhá. Đôi này thì mới được khoảng tầm 90%. Bác nào ưng thì chốt đơn, chụp màn hình lại gửi qua Zalo cho em mọi người nhá. Hôm nay lên hàng nữ thì em cũng không thể là bỏ qua nước hoa được. Hôm nay lên cho mọi người mấy mẫu nước hoa nữ nha. Nước hoa nữ. Tiếp theo, đầu tiên là sẽ lên cho mọi người một chai nước hoa nữ của thương hiệu Good Girl.
Good Girl New York mọi người nhá. Tem code mã vạch đây nha mọi người nhá. Hàng chính hãng, Made in Spain này. Made in Spain. Một chai như thế này thì là dung tích là 100ml. Và chai của nó rất là xinh. Nó có hình cái guốc mọi người ạ. Cái guốc. Đấy, nói chung là cái mùi này thì nó rất là thơm và mùi của nó rất là kiểu ma mị, quyền lực nha mọi người nhá. Và mùi này thì mọi người có thể sử dụng vào mùa thu hoặc là mùa đông thì nó sẽ phù hợp hơn là sử dụng mùa hè nhá mọi người nhá. Và đây ạ, một cái chai nước hoa Good Girl. À, chai này có 80ml nhá, không phải 100ml đâu. 80ml. Một chai như thế này thì mua mới nhá, 80ml. Giá của nó là khoảng 3.250.000 mọi người nhá. 3.250.000. Đấy. Và để em kiểm tra xem các tầng hương này. Chai này thì được sản xuất vào đầu năm 2023 với hương hoa cỏ dành cho phái đẹp. Với mỗi một lần xuất hiện thì là một phiên bản hoàn toàn mới lạ và đủ lấp lánh gây ra sự chú ý này, khao khát đối với cả người hâm mộ nhá mọi người nhá. Và cái chai này ấy thì xuất xứ tại Tây Ban Nha, mùi hương là hương cam chanh, độ lưu hương là từ 6 đến 8 giờ. Phong cách quyến rũ, nhẹ nhàng và thu hút. Có 3 tầng hương chính, hương đầu là hương nhài Sampak, hoa huệ pha lê, hương giữa là hạnh nhân nhung, hương cuối là đậu tôn ca, cacao và cà phê nhé mọi người nhá. Và cái mẫu này thì dung tích là 80ml, mua mới là giá khoảng là 3.250.000. Hôm nay trên live mua tại shop giày si Tuấn Hương, giá chiên cho chai Good Girl này giá chỉ có 1.300.000 mọi người nhá. 1.300.000 cho chai Good Girl này. Full box nhá. Em chưa sử dụng một tí nào luôn, mới chỉ gọi là bóc ra để cho các bác trải nghiệm cái chai bên trong ấy. Em định để full box nhưng mà thôi thì cứ bóc ra cho mọi người xem ở bên trong. Nhiều khi xem ảnh thì mọi người cũng không thể nào mà biết hết được ở bên trong nó như nào. Tiếp theo ạ. Chai thứ hai mà em muốn lên cho mọi người đấy là một chai Chanel. Đây, chai này full box nha. Các bác có muốn em bóc không nhỉ? Em thì cũng muốn bóc lắm nhưng mà thôi cứ bóc nhá. Bóc đi. Thật ra là em thích cái cảm giác được bóc siêu thôi chứ còn em cũng nhiều nước hoa lắm thì nên là em sẽ không sử dụng đâu mọi người ạ. Các bác yên tâm. Đây ạ. Một chai nước hoa Chanel thì một chai của nó sẽ như này. Đây, mới bóc siêu ra thôi nhá. Đây, hộp của nó như này, rất là xinh. Đấy, và mọi người bóc ra như thế này. Chai của nó là có màu vàng như thế này nhá. Bây giờ em sẽ check code cho mọi người luôn đây. Dòng này dòng perfume. Chai này thì dung tích của chai là 120. Chai này là của New York này, sản xuất tại Pháp. Đây ạ, đằng sau của nó đây. Đây là check code nha. Chai này dung tích 100ml các bác nhá. Dung tích 100ml cho chai nước hoa Chanel. Đây ạ, cái chai của nó là trông sẽ như thế này. Và chai này là của toàn gọi là xuất xứ là đến từ ấy ạ. Đến từ New York. Đây, chai của nó sẽ như này. Để em check xem 100ml người ta đang bán là bao nhiêu tiền nha. Chai này rất là xinh và mùi rất là thơm nhá. Nó cũng kiểu dạng hương cam chanh các thứ thôi mọi người nhá. Nó toàn ra đô Nhật thôi. Giá 100ml. Mọi người chờ một chút nhá, mạng hơi lang. Chai này thì rơi động khoảng 160 carat mọi người nhá, 60 đô. 160 đô nhân với cả 25 là khoảng 4 triệu cho chai này, khoảng 4 triệu nhá. 4 triệu cho chai nước hoa Chanel này. Và hương của cái chai này thì mọi người chờ một chút để em check. Nói chung là nó sẽ là hương cam chanh.
dành cho nữ, và mùi của nó thì rất là ngọt ngào, mát dịu. Nói chung là mùi này có thể sử dụng cho mùa hè được nhá. Và mẫu này thì hôm nay trên live mua tại shop giày Si Tuấn Hương. Giá cho chai nước hoa Chanel này mua mới là khoảng hơn 4 triệu. Hôm nay trên live của em giá chỉ có 1 triệu 6 nhá, 1.600.000 cho chai nước hoa Chanel này, dung tích 100ml. Các bác mua quá là hời luôn nhá, quá là hời luôn. Em lên tiếp ạ. Lên một chai Tom Ford đi. Lên một chai Tom Ford nữa. Hàng này là toàn hàng vừa mới về xong thôi. Đây ạ. Đây là một chai Tom Ford, dung tích 100ml này. Có tem cốt mã vạch đầy đủ của hãng này. Em sẽ check luôn cho các bác xem cái giá. Thôi chai này thì không cần phải bóc siêu nhá, để cho các bác về tự check nhá. Chai này mua mới là khoảng 9.900.000 ạ. Nhầm, em nói nhầm. À đúng rồi. Dung tích 100ml 4.059.000. Đây là Shopee nha mọi người. Nó lại ra link Shopee thì có chết không. Đây. Đây ạ. Mua mới 50ml là 5.600.000. Mua mới 50ml là 5.600.000. Thế thì chai này đúng là khoảng 9.900.000 nha mọi người nhá. Một chai dung tích 100ml giá khoảng 9.900.000 nhá. Còn 50ml là 5.600.000 mọi người nhá. Và chai này của em là 100ml nhá, không phải là 50ml. Thế nên là giá là khoảng 9.500.000, 10 triệu gì đấy cho một chai nước hoa này full box. Để em search luôn xem là cái mùi của chai này như nào. Chai này thơm, à chai này đắt thế nhở. Chai này đắt lắm mọi người ạ. Giá khoảng 9-10 triệu, dung tích 100ml nha. Để em đọc cho mọi người tầng hương của chai này nha. Hương đầu là cam, cam đỏ này, đào này, thảo quả và hoa vòi voi. Hương giữa là rượu rum, rượu cognac và dầu Davana, hoa nhài Sampak. Hương cuối là hoắc hương Indonesia, đậu tonka, gỗ đàn hương, cameran, berion, vanilla, hổ phách, xạ hương và nhựa thơm nhé mọi người nhá. Và mùi này ấy, thì nó là rất là êm mũi này, toát lên sự hoàn thiện này, quyền quý này. Dù xa hoa là thế nhưng mà đều có kiểu nét cá tính riêng trong mùi hương. Và độ bám mùi cho cái chai nước hoa này thì siêu đỉnh nhá. Có thể lên đến khoảng 12 đến 14 giờ. Đấy, chai này là 9-10 triệu nha mọi người nhá. Nhưng mà hôm nay trên live của em giá rất là tốt mọi người ơi. Giá cho chai nước hoa này là 2.500.000. 2.500.000 mua tại shop của em nhá. 2.500.000. Dung tích 100ml. Ok, và chai này cũng là mã cuối cùng trong phiên live hôm nay của nhà em. Các bác xem kênh thì ưng mã nào chốt đơn thì mọi người có thể chụp màn hình lại xong gửi qua số Zalo cho em. Số Zalo của em là 0987785608 nhé. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của em ạ. Em chào tất cả mọi người.